Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay là mùng 4 Tết. Hôm nay thì hết Tết rồi ha cả nhà. Thì bước sang năm mới, em xin kính chúc cả nhà mình có một năm thật là tràn đầy sức khỏe nè, thành công trên mọi lĩnh vực, và đặc biệt là bình an cả năm ha. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với cả nhà một món chay sau Tết, ăn vừa lạ miệng cũng rất là ngon, đến từ dưa leo. Đó là món dưa leo đập nha cả nhà. Món này thì làm rất là dễ và cũng rất là dễ ăn nữa, và đặc biệt là cũng chống ngán sau Tết ha. Bây giờ thì mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Ở đây thì em có hai quả dưa leo là 250g. Dưa leo thì mình mua về mình rửa cho sạch rồi mình cắt bỏ đi hai cái đầu của nó nha cả nhà. Dưa leo thì cả nhà nhớ lựa cái dưa leo tươi mới á, và non á, thì nó sẽ giòn và ngọt hơn. Bây giờ thì em sẽ dùng một cái chày và mình sẽ đập dập cái quả dưa leo này ra, giống như mình đập xoài, đập cóc vậy đó cả nhà. Bây giờ thì em sẽ dùng dao cắt thành từng đoạn tầm khoảng là 1cm nha cả nhà. Thì tùy vào cả nhà thích ăn dày hơn thì cả nhà mình cũng có thể sắc dày hơn. Nhưng mà mình đừng có sắc mỏng quá. Sắc mỏng quá thì nó sẽ mất đi cái độ giòn của dưa leo ha. Bây giờ thì em sẽ ướp vào dưa leo là một muỗng cà phê muối hạt nha cả nhà. Cả nhà có thể thay thế bằng muối bọt cũng được ha, muối nhuyễn á. Sau đó mình sẽ xốc đều nó lên và mình ướp từ 15 đến 30 phút để cho cái phần dưa leo này nó ra bớt nước cả nhà. Thì sẽ giữ cho dưa leo được cái độ giòn nhiều hơn và cái màu xanh sẽ được đẹp mắt hơn. Trong lúc mà mình đợi ướp dưa leo thì em sẽ đi băm ở đây là 2 tép tỏi nha cả nhà. Cả nhà kiêng ngũ vị tân á, thì mình bỏ qua cái bước tỏi này giúp em. Rồi sau đó thì em sẽ cho hết cái phần tỏi băm nhuyễn vào chén nè. Cho tiếp là một muỗng cà phê mè rang, một muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc, một muỗng cà phê đường và một muỗng cà phê dầu mè thơm. Cả nhà không có ớt bột Hàn Quốc á, mình có thể thay thế bằng cái ớt bột khô á cả nhà. Hoặc là mình băm cái ớt sừng không cay cho vào cũng được nha. Rồi em cho tiếp là hai muỗng canh nước tương. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều cái phần sốt này lên, rồi sau đó mình sẽ ướp vào dưa leo ha. Sau 30 phút thì cái phần dưa leo của mình đó, bây giờ nó đã ra nước như thế này nè cả nhà. Đó, bây giờ thì em sẽ chắc bỏ hết cái phần nước có trong dưa leo ra nha. Rồi mình sẽ tiến hành mình trộn dưa leo với sốt ha. Rồi, chắc hết nước xong thì em sẽ cho hết cái chén sốt vào đây, rồi mình sẽ trộn đều nó lên rồi mình ăn liền được luôn rồi đó cả nhà. Rất là dễ làm cả nhà ha. Sau Tết mà làm một cái món như thế này, mình dùng cái dưa leo này giống như một cái món salad gì đó cả nhà. Mình sẽ ăn kèm với cơm, với món mặn ha. Thì rất là chống ngán luôn. Dưa leo thì giòn nè, và nó có một cái vị ngọt tự nhiên của dưa leo, rồi thơm các gia vị mình ướp vào á, ăn cũng rất là ngon á cả nhà. Hy vọng rằng cả nhà mình sẽ yêu thích cái món chay ngày hôm nay. Và nếu mà cả nhà mình thấy yêu thích kênh thì hãy like, share và bấm vào nút đăng ký kênh ủng hộ em nha. Và đừng quên là bấm vào cái chuông để xem món ăn chay mới ha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Bye bye.